Cẩn thận nha con. Cô đi có một ngày mà đem nguyên cái vali này giống như đi dọn nhà vậy cô. Đừng quan tâm đến vali của cô, con sẽ đẹp trai hơn gấp đôi đó. Ủa, bà đem theo có nhiêu đây thôi hả? Ừ. Chờ tôi có lâu không? Tôi chỉ mới đến thôi đó. Vậy hả? Hai người mặc áo giống nhau hả? Đây là áo tình nhân đó. Ngọt quá. Ngọt. Ngọt thiệt á. Ừ. Cô ăn thử miếng cho cô. À, thôi được rồi, cảm ơn cô. Em không ăn đâu. Sao vậy? Anh cũng muốn ăn mà, em ăn đi. Ừ, vừa có nhiều quá. Anh cũng muốn ăn nữa hả? Ừ, anh muốn ăn á. Ăn đi bà. Ăn đi, ngon lắm đó, ngọt nữa. Một lát nữa ăn cũng được mà. Ôi, anh muốn ăn liền bây giờ là. Bộ anh nhất quyết là phải ăn liền ngay bây giờ hả? Ừ, anh nhất quyết phải ăn liền bây giờ. Vậy thì hả miệng ra. Các con ơi, giờ sao ăn được? Nó chiều chồng cái kiểu đó thì không xong. Tắt ra cho anh đi. Ủa, Nguyên, cậu mới đi học về hả? Dạ, chị đi đâu vậy? À, tôi đi siêu thị. Trời, chị đi một mình nguy hiểm lắm á. Ừ, đâu có sao đâu, giờ này cũng còn ban ngày mà. Thôi cậu về nhà đi. Không, không được đâu, em đi với chị. Tại em cũng cần mua mấy món đồ. Mua gì để tôi mua cho? Thì em mua cái này, cái nọ, nhiều lắm, nói chung là nhiều lắm. Để em đi cho. Bữa nay cậu đi học vui không? Dạ, vui. Ôi, đây đẹp thiệt á. Nè, anh, hay mình chụp tấm đi. Bà muốn chụp hình hả? Ừ. Sẵn sàng phục vụ. Ba, để con chụp ba với mẹ cho. Đẹp đi đứa. Vô đây chụp luôn đi con. Em nghĩ là không cần đâu cô. Hai người cứ tự nhiên chụp hình là được rồi. Em, cười nên chụp chứ. Cái gì vậy? Đừng có chụp em. Chụp thôi, anh tự chụp. Ồ. Ông này kỳ thiệt đó. Ồ. Ta nhìn kìa. Thì ngon, bắt cái ông kỳ kỳ này đi. Cái ông này. Ô, bắt đi. Bắt đi. Ông này. Dễ thương. Nè. Tôi đi bộ nè. Đứng lại. Dẫn cho coi. Nhí nhảnh với cô ca cẩm dễ thương gì đâu. Dễ thương rồi nào. Anh thấy dễ thương mà. Em không thấy dễ thương. Lớn tuổi rồi. Ở đây lại là khu du lịch nữa. Trời ơi, để con nít nó nhìn vô nó cười vô mặt cho đó. Ê, mà suốt ngày nghĩ cái gì đâu không rồi. Đi chơi thì phải vui vẻ chứ. Anh đạp chân em hả? Xin lỗi. Anh xin lỗi nha. Anh cố tình hả? Anh đâu có cố tình đâu. Anh đã xin lỗi rồi mà. Cái mặt anh là cố tình đúng không? Đã nói là không có cố tình mà. Em quá đáng nha. Sao đạp chân anh? Ừ đó rồi sao? Em muốn kiếm chuyện đúng không? Ừ đó rồi sao? Thôi, anh tưởng là đánh nước của em đúng không? Ui da. Đứng lên. Đứng đi. Chịu quá vậy? Mày tên. Nè chị bán chủ kia. Hả? Chị đi đâu á? Chị đi siêu thị, có gì không? Em muốn uống cacao nóng, pha cacao cho em. Em muốn uống cacao hả? Chị nhớ là phải pha cho xong rồi mới được đi. Ừ, chị biết rồi. Cô Liễu à, em với cô phòng này. Cảm ơn ông nhiều nha. Lát gặp nha. Siêu nữ vào phòng, tôi gọi ông liền. Nhớ nha. Sao tôi cứ phải coi phim tình cảm hoài vậy nè trời. Cái con hổ này. Mở cửa lẹ lên. Bơi hình như người ta đưa lộn thẻ phòng mình cái gì á. Con cà hoài nó không có vô nè. Lẹ lên. Có cái cửa bỏ cũng không xong nữa. ba càng làm vậy càng lâu thêm thôi chứ có được cái gì đâu. Mở cô à. Cô tắm hơi lâu hay là cô nhường cho em tắm trước nha cô? Ừ, cô tắm trước đi. Ủa, có chuyện gì vậy ba? Con ra ngoài chút được không? Ba muốn nói chuyện riêng với cô Liễu. Ba, con đang tính đi tắm mà. Thì con qua phòng ba tắm đi. Bà xin 30 phút thôi. 30 phút. Thiệt tình. Hồ. Hết hồn. Ông qua đây chi vậy? Đâu có cái gì đâu. Vì nhớ bà quá qua thăm thôi. Mới gặp thôi mà. Không ấy giờ mình vừa nói chuyện mà vừa uống cà phê nha. Tôi biết bà cũng đang thèm cà phê. Sao ông biết hay vậy? Bởi vì nhìn vào mắt cô Liễu tôi đoán được. Nó kêu là thần giao cách cảm đó. Thần giao cách à cảm à? Ừ. Ba làm gì bển mà kia em qua đây vậy? Ai mà biết đâu. Hình như hai người đó có chuyện gì để nói thì phải. Trời đất ơi, hai người đó cả ngày trời gặp nhau nói quá trời nói luôn. Giờ nói chuyện gì nữa vậy? Em làm gì vậy? Của người ta sao tự nhiên em giật vậy? Anh làm gì vậy? Uống một miếng rồi trả lại. Làm thấy ghê. Này, em uống vô tủ lạnh em lấy em uống. Cái này của người ta đang uống tự nhiên giật. Không có phép lịch sự gì hết. Nè, anh nói cái gì mà phép lịch sự? Em thấy là lúc này anh luôn muốn khiêu chiến với em đó nha. Ai muốn khiêu chiến? Do em hết á. Không, không. Bây giờ sao? Muốn không? Muốn không? Lấy lại không? Lấy lại đi. Nè, lấy lại đi. Uống đi rồi lấy cái chân ra cho người ta đi. Cắn á. Chị ơi. Ủa? Chị đâu vậy? Tôi đi ra ngoài mua một chút đồ à. Thôi để em đi chung với chị nha. Đi chung hả? Ngoan nè. Ủa? Ông làm gì vậy? Bà ngồi mà... xuống đi. Ngồi xuống đi. Tôi muốn ngâm chân cho bà. Thôi làm gì kỳ lắm. Không. Được mà. Ta nói là đã đi cả ngày rồi đúng không? Đi cả ngày thì nó rất là mỏi chân. Bây giờ ngâm chân. Bà có thấy thoải mái không? Lỡ mà người khác nhìn thấy được là kỳ lắm đó ông. Không có gì phải ngại hết. Hay là ông ngâm chân với tôi luôn đi. Dễ thương quá kìa. Hai bàn chân đã quấn quýt với nhau.